Vâng, thì em mời các bác cùng xem và ngắm hai siêu phẩm em mới về, đó là con 7070 và 9090DB. Đẹp không điểm trừ nha các bác. Hai con này em đấu e-bay về về trong sáng nay và tối nay em lên sóng cho các bác. Thì sang ngày nay về được có hai kiện e-bay là hai thùng có hai em lên này thôi. Đẹp không điểm trừ nha, gọi là không có gọi là điểm trừ mà các bác có thể bắt lỗi được. 9090DB thì nó là một trong những dòng siêu phẩm rồi. Con này sexy vàng nhau. Trước tiên em mời các bác cùng xem hai mặt tiền của em này. Những dòng này rất là quan trọng mặt tiền thôi, dòng cao cấp rồi. Đấu giá cũng như là lựa những con cực kỳ đẹp về của các bác này. 9090DB và bên em có cả 99A luôn nha bác, hàng tuyển lựa luôn nha, thiếu shop luôn nha. 99A FB 47 triệu, còn 9090DB em đang giao các bác vẫn giá cũ luôn nha các bác, 52 triệu. Các bác mua 9090DB tại shop em là chỉ có giá tốt thôi, tại vì không qua khâu trung gian, tại vì giờ những con này mà qua một tay là bên ngoài kia họ bạn Hà họ đang bán là 46 47 triệu đó các bác. Nếu các bác ở ngoài feedback thì các bác tham khảo có biết rồi. Khi qua một tay thì giá nó sẽ cao hơn các bác. Em vẫn bán giá cũ cho các bác là 52 triệu nha. Đấy. Đây các bác cùng ngắm đồ đẹp ở đây. DB. Các bác ghép với 99A là combo bộ bài trùng luôn nha, 99A FB hoặc là chơi những dòng lo Mỹ. Nó đánh bắt 40 đô đại vô tư nha các bác, rất là khỏe. Hơn 400W, nghi hai bài đẹp, hai đồng hồ vô phía trước, chỉnh bát mic chép luôn nha. Thì dòng này chắc bác các bác nào mà đã chơi qua những dòng nghi nhạc vàng thì rất là quen thuộc và nổi tiếng của 9090DB rồi. 52 triệu bao ship nha các bác. Và đây là con 7070, vẫn giá cũ là 24 triệu nha các bác, 24 triệu. Cũng đẹp không điểm trừ nha, 24 triệu sexy vàng luôn nha. 24 triệu. Máy bên em là máy từ nước ngoài về, chưa qua tay sử dụng người Việt Nam nha. Có lo bảo hành tất cả nguyên bản cho các bác là và cũng như là bảo hành là máy chất từ nước ngoài về. Các bác thì thấy cảm nhận được cái độ nét của sản phẩm luôn nha. Các bác là người sở hữu những sản phẩm này là đầu tiên tại Việt Nam. Con này là 24 triệu nha, 7070 công suất nguồn lên tới là 270W, maximum là 400W nha, đó là thông số kỹ thuật của nó. Đẹp không điểm trừ cũng như từ mặt tiền cho đến vỏ gỗ luôn nha các bác. Đấy, đây, con 7070, ngắt ngay khỏi tay, 4 cầu điện nha bác. Và dùng mình nó thì đang sử dụng điện Mỹ, 110 đến 120, tại vì những con này ở thị trường Mỹ về hết nha các bác. Đây rồi em lui nó ra một tí này, à mời các bác cùng xem phía sau luôn, sẵn xong là mình xem hết luôn. Đây về đồ đẹp các bác cùng có thể ngắm được cái độ nét từng chi tiết luôn nha. Tản nhiệt này, con này series rất là đẹp, 1103 này, 1103 nha, hai trạm loa mới này các bác, thấy trạm loa nó mới không. Rồi ở phía sau của con 7070 này, đây, quân thành sẽ cạnh nét keng, 24 triệu nha, chỉ con độ vẫn bớt 200 nghìn cho các bác nha. Còn 23 triệu 8 đấy, các bác đã sở hữu còn 7070. Rồi tới con 9090DB. Đây, các bác thấy đồ đẹp chưa? Tí nữa là em mở nắp hai con ra để các bác xem, các bác thấy độ mộc mạc và đẹp không? Con này là phải nói là cái vỏ gỗ, cái vân nó đẹp các bác, cái vân này các bác thấy vân này, lõi nó đẹp, nó rất là nổi luôn. Đấy. Em đang cắm điện nha các bác. Phía sau này gồm anten này, series là 3053 này. Con này series 3053. 3 cầu loa, 4 dòng điện nha bác. Các bác có thể chuyển được điện 220 luôn nha. 8 sọt sách Toshiba chữ đỏ nha. Đó. Rồi, vậy thôi, series là 3053. Nếu các bác xem video nào thích con này thì liên hệ cho em. Nếu còn thì em giao các bác, còn không còn thì các bác chờ con sale. Đây là hai số điện thoại chính của em này.
Các bác liên hệ cho em qua hai số 0978338114 hay là 0965770227. Các bác kết bạn Zalo qua số 0965770227 nha. Số dưới á, số trên cũng có Zalo nhưng mà đầy rồi nha các bác. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh của em và để liên tục được cập nhật những video mới nhất. Và để không bắt các bác chờ lâu thì em sẽ qua và mở nắp lên để các bác cùng xem ruột mèo của nó luôn. Vâng, mời các bác cùng ngắm siêu phẩm nha. Đây, hai siêu phẩm 7070 và 9090DB. Đấy, các bác có thể thấy được độ đẹp luôn nha. Ống ánh luôn nha các bác. Chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, từ Mỹ về chỉ việc thôi bụi rồi các bác thấy được cái độ đẹp rồi. Đấy. Đây là con 7070 nha. Rồi đi đến con 9090DB, em đang có điện thoại. Và thôi quay cho các bác luôn, tới có gì em gọi lại cho các bác xem. Đấy, có thể độ mới từ cái nắp này. Đấy, cái nắp này là nhìn các bác nhìn cái nắp này là có biết độ đẹp rồi. Mà keng vậy luôn. Các bác nhìn chân máy và ốc máy này. Bây giờ ươm. Chín không chín không DB 52 triệu bao ship chuyển khoản đủ vẫn bớt chút đỉnh cho các bác, còn cọc tiền thì cọc 10% trở lên, đó là 9090DB, giá em báo hết rồi các bác. Còn con 7070 là 24 triệu, giá luôn luôn tốt và hàng luôn luôn đẹp cho các bác nha. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.